xem phương pháp thiết lập tốc độ của động cơ bằng cách sử dụng FR configurator. Để sử dụng FR configurator điều khiển bộ biến tần thì nhấp vào PU của giao diện vận hành thử, chuyển chế độ vận hành sang vận hành PU và xuất thông số đã thiết lập lúc nãy tại chương 3 từ bộ biến tần ra. Nhấp vào parameter list, danh sách thông số Tiếp theo, nhấp vào Batch Read, đọc toàn bộ. Vậy là đã xuất ra các thông số. Xem thông số 7 Acceleration Time, thời gian tăng tốc. Hiển thị ra 10 đã thiết lập tại chương 3 phải không? Tương tự như vậy, thông số số 8 Deceleration Time, thời gian giảm tốc cũng hiển thị 10. Bây giờ, tiến hành thiết lập giới hạn tốc độ cho động cơ. Thay đổi tốc độ giới hạn trên là 100 Hz, giới hạn dưới là 20 Hz. Trước khi thiết lập, hãy on parameter clear để làm chống tất cả thông số. Hãy nhấp vào on clear, xóa hết thông số ở bên trái phía trên của danh sách thông số. Vậy là quá trình xóa thông số đã hoàn thành. Thông số số 7 và 8 lúc nãy nhìn thấy cũng đã quay trở về giá trị ban đầu là 5 giây. Bây giờ sẽ giới hạn tốc độ của động cơ. Thay đổi thông số số 1 Upper Limit Frequency, tần số giới hạn trên sang 100 Hz. Tiếp theo, thay đổi thông số số 2 Lower Limit Frequency, tần số giới hạn dưới sang 20 Hz. Thiết lập bằng cách nhấp vào Batch Right lưu toàn bộ, Giờ thì cho nó chạy bằng các thiết lập này xem. Động cơ sẽ bắt đầu chạy từ tần số giới hạn thấp được thiết lập. Xoay nút xoay chọn để tăng tần số. Tần số giới hạn trên sẽ ngừng tại giá trị 100 Hz, không thể thiết lập giá trị cao hơn. nếu sử dụng Fd Configurator thì có thể liệt kê được danh sách đã thiết lập trong bộ biến tần. Ngoài ra, rất tiện dụng khi thiết lập nhiều bộ biến tần.